quý anh chị có tài chính thấp muốn đầu tư hoặc là muốn có một chỗ có thể kiếm tiền hàng năm để dành thì hãy đến với kênh Nhà Đất Quỳnh Nga Gia Lai. Em Nga mình giới thiệu đến với quý anh chị một cái nhà trọ đang cho thuê với giá chỉ có 1,350 triệu đồng, lại còn được bao sang tên nữa ạ. Mời quý anh chị đi vào thực tiễn với căn nhà trọ mà em Nga muốn giới thiệu đến quý chị nhé. Đang đứng tại trung tâm thành phố Pleiku, ở gần khu vực biển Hồ, là một cái nơi khu du lịch nổi tiếng ở thành phố Pleiku quý anh chị nhé. Và mình giới thiệu đến với quý anh chị một cái nhà nghỉ, một cái phòng trọ ở đây. Phòng trọ ở đây có 4 phòng với diện tích là 6m, chiều sâu vào là 20m, full thổ cư. Với giá siêu rẻ tại thành phố mà giá chỉ có 1,300 triệu, 3 sang tên bìa cho quý anh chị. Trước mặt cái nhà nghỉ của mình là trường mầm non, trường mầm non của thành phố Pleiku, trường mầm non của phường. Khu vực nhà đông gần bệnh viện, gần khu vực căn nhà trọ với 4 phòng hiện đang cho thuê. Ở đây gia chủ đang cho thuê với giá là khá là nhẹ nhàng. Mỗi tháng hiện bây giờ cho thuê là khoảng chừng 1 triệu đồng trên một tháng. Phòng đang cho thuê kín, còn lại một phòng ngoài là để đồ ạ. Gia chủ cần bán gấp sang nhượng cho quý anh chị với giá chỉ có 1,350 triệu, bao sang tên bị đỏ nhé. Ở chỗ đây với chiều sâu là 5m, sâu 20m và full thổ cư luôn ạ. Ngay trung tâm. Ở đây gia chủ chỉ tính là bằng mét đất thôi. Còn lại tặng cho quý anh chị nguyên một cái nhà trọ đang cho thuê như thế này, mỗi tháng vẫn có thể kiếm được vài triệu để dành. Vị trí tiện ích của nhà trọ này nằm ở ngay khu dân cư đông đúc, gần ban chỉ huy của bộ đội, gần chợ, gần khu vực du lịch biển Hồ Pleiku. Cách trong vòng chỉ có 600m thôi, ra sân bay thì khoảng chừng 2km. Đối diện với trường mầm non, rất là tiện ích. Từ ngoài mặt tiền đường ngoài thành phố lớn như thế này, cái hẻm của chúng ta cách cái mặt đường lớn như thế này chỉ có 50m thôi. Quý anh chị quan tâm đến cái nhà trọ này thì xin liên hệ đến kênh Nhà Đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị ở video lần tới nhé.